Matiz tập lái đây thưa các bác. Thì hôm qua em vừa về trước này và hôm nay thì dọn dẹp sạch sẽ rồi và quay live stream, quay video chi tiết để cho các bác, nếu các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc Matiz tập lái nhá, đời 2005, màu xanh bản SE, biển 98 và xe thì vừa đăng kiểm ngày hôm qua xong, mới tinh các nhá, vừa đăng kiểm ngày hôm qua mới tinh luôn, các bác yên tâm về cái vấn đề mà phạt nguội hay là cái vấn đề phạt gì trên đường. Đấy, màu xanh sạch sẽ, đẹp đẽ, máy ngon, gầm bệ chắc chắn, la răng đúc lốp mới. Được chưa? La răng đúc lốp mới, đăng kiểm mới tinh. Thì chiếc xe này đang chào bán cho các bác với giá là 55 triệu đồng ạ. 55 triệu đồng thôi các bác nhá. Một chiếc Matiz đây. Thì hôm qua các bác hỏi rất là nhiều, thì hôm nay sẽ quay lên và đăng chi tiết cho các bác để các bác xem rõ hơn. Các bác nhá, 2005, phiên bản số sàn và bản SE. Bản SE bản đủ đấy ạ các bác nhá. Đây, cái cửa này là chưa đóng chắc vào này. Đấy. Được chưa? Đóng khít luôn. 2005 tư nhân biển SE. Đấy. Nội ngoại thất sạch sẽ. Nói chung về là không phải làm gì nữa, sạch sẽ sẵn đi nhá. Em về em dọn sạch hết rồi. Các bác mua về chỉ việc đi thôi. Giá 55 triệu đồng cho một chiếc Matiz 2005 này. Cho cả 55 triệu đồng thôi nhá. Đấy, keo chỉ cũng còn khá nhiều. Gầm bệ lốp láp ngon. Gầm bệ lốp láp máy móc ngon luôn, về chỉ việc chạy thôi. Nhá, đăng kiểm mới, điều hòa mát. Các bác ạ, một chiếc Matiz thì nó chỉ như thế này thôi, vài chục triệu thôi. Và nó cũng gần gần tối rồi. Đây em giật cái cốp sau cho các bác xem. Không bị han mọt hay làm sao cả. Đó nhá. Không bị han mọt hay làm sao cả đây này. Đấy, cốp sau của Matiz đây. Các bác có thể xem cốp sau Matiz ạ. Em đang dọn thì em bỏ cái lót ra ngoài rồi nhá. Được chưa? Các bác nhìn được. Quá đẹp luôn. 2005 thôi nhá. Bản SE, biển 98 và xe đang chào bán là 55 triệu đồng. Các bác đang có nhu cầu mua xe thì alo luôn ạ. Đây nhá. La răng đúc này, lốp láp còn đẹp. Gầm bệ ngon. Đây các bác nhìn này, nội thất này. Nó hơi tối một chút nhưng vẫn có thể nhìn rõ được, các bác yên tâm. Máy này thì yên tâm nhá, quay một lát tí sang quần trực đi. Gầm bệ không han mọt nhá. Đây, gầm bệ đây. Các bác này, gầm bệ nó cũng khá là ok. Một chiếc Matiz 205 như thế này là quá tuyệt vời rồi. Đây nhá, sơn si đẹp, nội ngoại thất ngon. Máy ngon, điều hòa mát. Đăng kiểm còn. Đăng kiểm con này là vừa đăng kiểm mới xong ạ. Đấy, sạch sẽ luôn này, các bác có thể nhìn này. Chúng ta có thể xem chi tiết hơn một chiếc xe Matiz 2005 nhé. Các bác ạ, 2005 thôi, sạch sẽ đẹp đẽ như thế này. Và bây giờ em sẽ quay về máy cho các bác xem nhé. Đây, đăng kiểm mới đây. Đăng kiểm tháng 6, 2022. Đấy, la răng đúc, lốp láp đẹp, sơn si lượng có rất ngon. Đây nhé, mấy nhà, các bác em sẽ quay lổ máy và cho các bác xem về máy này. Matiz SE 2005. Đây các bác này. Đấy, thì con này là máy vừa mới về, em chưa dọn dẹp gì, mới dọn rửa qua lội vỏ bên ngoài thôi. Đấy nhá, chưa phải dọn dẹp gì cả, sạch sẽ luôn và không bị đâm đụng này. Cabo có biết nó bẩn một chút nhưng mà em sẽ mai em dọn sạch cho các bác xem về máy nhá. Chợ. Đấy, con này luôn. Ra. Đây, đây xong xong. Đấy nhá. Đấy. Matiz 205 thôi. Các bác nhá. Các bác đang có nhu cầu thì alo cho em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.